thầy chào mừng các bạn nhỏ đã đến với lớp học gấu Discover. Hôm nay thầy sẽ dạy các bé học nhận biết, đánh vần và cách viết của các chữ cái trong tiếng Việt nhé. Chúng ta bắt đầu học thôi nào. Chữ gì đây? Chữ ư. Chữ ư. Chữ ư. Ư u ưu, cờ ưu cưu huyền cừu. Con cừu. Đây là cách viết hoa của chữ ư. Đây là cách viết thường của chữ ư. Chữ gì đây? Chữ V. Chữ V. Chữ V. Y tờ ít, vờ ít viết nặng việc. Con việc. Đây là cách viết hoa của chữ V. Đây là cách viết thường của chữ V. Chữ gì đây? Chữ X. Chữ X. Chữ X. N en, S en sen sắc xén. Xén tóc. Đây là cách viết hoa của chữ X. Đây là cách viết thường của chữ X. Chữ gì đây? Chữ Y dài. Chữ Y dài. Chữ Y dài. Yên sắc yến. Chim yến. Đây là cách viết hoa của chữ Y dài. Đây là cách viết thường của chữ Y dài. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bé đừng quên đăng ký kênh YouTube Gấu Discover hoặc ấn vào biểu tượng chuông để cùng tham gia với thầy trong các tiết học lần tới nhé. Thầy cảm ơn các bạn.